Chị Kỳ Chi xin chào tất cả các em. Các em ơi, chắc hẳn là trong số chúng ta có rất là nhiều bạn thích ăn bánh flan và biết làm bánh flan rồi đúng không? Chị Cà Chua thì cũng rất là thích ăn bánh flan. Chị đã có rất là nhiều lần làm bánh flan cho nhà ăn và cả quay video nữa. Hình như là chị đã có một video làm bánh flan rau câu khổng lồ nè, một video làm bánh flan gấu nè. Cái bánh flan gấu đó thì chị làm bằng popping cookies. Và hôm nay chị Cà Chua lại muốn làm thêm một video về popping cookies bánh flan nữa. Nhưng mà bánh flan hôm nay của chúng ta rất là khác so với những loại trước đây. Tại vì hộp popping cookies làm bánh flan lần này sẽ không cần phải đun nấu hay dùng lò vi sóng hay dùng bất kỳ thiết bị nào khác cả. Đối với bộ đồ chơi popping cookies bánh flan này thì chúng ta chỉ cần pha bột và sau đó chờ một chút xíu là chúng ta có thể bày biện ra và dùng luôn. À, chị quên mất, bộ popping cookies này có tên là làm bánh flan hoa anh đào. Thôi bây giờ chúng ta hãy cùng mở ra và chơi thôi. Chúng ta lại có thêm một gói bên trong như thế này. Có khá là nhiều gói đấy em ạ. Chị đếm xem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lại còn có thêm một miếng bánh như thế này, một cái muỗng. Và đây là khuôn của chúng ta, có rất là nhiều ngăn luôn nè. Trước khi bắt tay vào làm, chị sẽ cắt khân chia những cái khuôn này của chúng ta ra. Đầu tiên, chúng ta làm bánh flan. Chị đổ nước vào đây. Đó, đến cái vạch này là chúng ta dừng lại. Này các em, sau khi khuấy một hồi thì hỗn hợp của chúng ta đã sệt lại như thế này rồi. Chị dàn đều bánh flan ra và để qua một bên và sau đó chúng ta tiếp tục với những gói bột khác. Phần bánh flan này chúng ta đã làm xong rồi, tiếp theo sẽ là những múi cam như thế này. Chị dùng gói bột này, họ có hình những múi cam trên này luôn. Chị cho một nắp nước vào đây. À, nó đã ra màu cam rồi các em ạ. Mùi y hệt như nước cam vậy đó. Sau khi khuấy tan bột thì bột đã sệt lại như thế này rồi. Chị sẽ cho vào những cái khuôn này. Tiếp theo, chị Cà Chua sẽ dùng gói màu đỏ này để làm quả anh đào. Gói bột của chúng ta vừa tiếp xúc với nước thì đã chuyển thành màu đỏ rồi nè các em. Rồi, bột đã tan hết và chị Cà Chua dàn đều ra. Bây giờ chúng ta sẽ bỏ cái khuôn này bên ngoài như thế này trong vòng 5 phút, không cần bỏ tủ lạnh gì cả. Các em ơi, để tạo được hình những viên kem màu trắng trang trí xung quanh như thế này nè các em, thì chỉ cần dùng gói này để làm kem. Ở gói bột làm kem này thì chị Cà Chua sẽ không đổ ra khuôn mà chị sẽ cho nước trực tiếp vào đây. Lát nữa chúng ta sẽ dùng cái bịch màu trắng này để vắt kem luôn ha.
sau khi bột đã tan, chị cà chua sẽ gấp mép của cái bọc này lại như thế này. Rồi, để lát nữa chúng ta sẽ dùng cái này chúng ta bắt kem luôn. Ta-da, những nguyên liệu cơ bản đã hoàn thành. Tiếp theo, chị cà chua sẽ dùng chiếc đĩa này để bỏ bánh lăng của chúng ta ra đây ha. Bánh lăng của chúng ta thì đã đông cứng lại như thế này rồi. Chị tiến hành lấy ra thôi. Bánh lăng thì phải có caramel đúng không các em? Vậy thì để làm lớp caramel ngọt ngào này, chị cà chua dùng gói bột màu nâu. Lớp caramel của chúng ta đã hình thành rồi nè các em. Một màu vàng nâu rất là đẹp. Chị rưới lên đây ha. Tiếp theo chị lấy quả anh đào ra nè. Và cả những mũi cam thơm lừng nữa. Chị cho quả anh đào lên đây. Kế đến chị dùng kem đã pha sẵn để vắt. Chị dùng những hạt topping này để trang trí lên những viên kem của chúng ta. Tiếp theo sẽ là những muối cam thơm ngon này. Cuối cùng sẽ là hai miếng bánh xốp này. Chị cho vào đây ha. Các em ơi, vậy là chị cà chua đã hoàn thành xong món bánh lăng hoa anh đào rồi nè các em. Ôi, chị cảm thấy nó rất là khác biệt so với bánh lăng truyền thống của Việt Nam. Bánh lăng hoa anh đào này á, thì có rất là nhiều topping như là quả anh đào nè, muối cam nè, kem nè, viên kẹo nè và thêm cả những viên bánh sốt nữa. Rất là lạ. Không biết là sự kết hợp này nó sẽ như thế nào đây. Bây giờ chị sẽ ăn thử ha. Chị ăn thử miếng bánh lăng và caramel trước đi. Ở đây thì chị có múc thêm được một miếng kem và một miếng topping. Bánh lăng của chúng ta hòa quyện với lớp caramel, với một ít kem và một miếng topping. Hình như là miếng topping này là có vị sô-cô-la.
Bánh lăng thì nó mềm, mịn và rất là thơm, caramel thì rất là ngọt. Lớp kem của chúng ta thì nó béo béo. Ăn thử miếng cam thử xem. Thơm mùi cam quá. Ăn muối cam này thì có vị cam rất là nồng nè. Ăn nó hơi chua chua ngọt ngọt. Tuy nhiên là tại vì chị thích ăn cam thật cơ, chị không có thích ăn cam bột kiểu như thế này đâu. Quả anh đào coi. Quả anh đào này như là có vị dâu. Ăn với một miếng tắc binh nó hơi giòn giòn. Vị dâu này thì ngọt. Nó không có chua, nó chỉ có ngọt thôi. Sau khi chị cà chua thưởng thức xong món bánh flan hoa anh đào Nhật Bản này thì chị cảm thấy là nó khá là khác so với bánh flan truyền thống Việt Nam. Thường thì ở bánh flan truyền thống Việt Nam thường thì chị ăn kèm với cà phê hoặc là thêm một ít nước cốt dừa và rưới đá bào lên. Chị cà chua ăn cái này tuy topping phong phú nhưng chị không có thích bằng bánh flan Việt Nam các em ạ. Nhưng mà chị thấy là chơi bộ đồ chơi popping cookie này thì rất là thú vị, chị rất là thích luôn. Nếu như các em cũng thích bộ đồ chơi popping cookie này thì hãy tặng cho chị cà chua một like. Còn bây giờ video này đến đây cũng đã kết thúc rồi. Bye bye các em, hẹn gặp lại các em những video sau.